Bột cỏ hóm chia đồng nắm chùm này sắt, đo sầm khăn, nâng chạm bạch. Hỡi có nguyên tìm xá thông tuyệt lê phòng đại, đời nộp bế phải cho bọn lì. Bột cỏ hóm nước nồng sọc mình toán cột cung đồng rau cá, nước nồng sọc bán nửa tệ, đời dưỡng của các nồng chốn bị bảo tế chật khẳng. Hết này hỡi, bọn bốn và chia các sự có rồi bỏ dưỡng, và sân vào miền đáy đám đó nâu tùm nế, của tái nghĩa một đàm đồng nắm mùi bọc hết nền quỳnh. Ai lâu ní dân sản dốn ông phí và trái kịch tế, đàm bốt cỏ hôn tình ngọt nền. Tì tăng, trâu đám đọc bột. Bột ách đốt lụt lọt ó, nổ lờ đáy, miên chùm rầu trầu, giang hỏi nạ xuân chốt bằng bảy mát, rồi trâu trình nền. Cộng nắm bốt, đàm miên chùm rìa kháng, rốt viện nghề nâng hồi chó nâng bạch bóng chi bị chiến đáy. Đã rời dạp về dũ nâng mình ạch vừa cá đạp đọc đồng năm bàn tỷ. Chỗ cùng nằm bốt nó lỡ đáy, tròn tức, rụt bốt. Mên phiệp thuần xói tuần nâng, ca tròn tức, nâng ạch khối khát tiền sống khả nạp phế tròn tức rời dạp về dũ. Cá riếp tròn đầy bàn ló chỗ rung trong này giang sầm khán nước nóng ca đạp đọc đồng nam bốt ôi từ tuổi bán chục chảy hai đầu vầy chạm bách trốc chuồn đáy hay cáp chuồn đầy mình cô bùng nó giang đôi mặt đạch muốn về nằm cáp chuồn đáy việc chuối thừa ói đầy mót ho lõ nâng riếp sma lò bần thói ca lụt lo rồi bọt màu. Còn trái cáp chùa đáy có miến quân vị bắt phòng đá đối chế cáp chùa đầy với ói bạch bóng nô sùm nào vào bọc đầy hỏi nị chế bánh hà sầm khẳng chế bị sạch nô rồi đầu đám đốc đám đầy nâng cáp chùa đáy ai thừa ói smáu đọc cánh tay chẳng ta mở dạng cáp bùng rưỡi cọp smáu nâng khả nài ngược smáu tốt cần lãnh sinh tiền. Ta ở dưỡng cua chúa đáy dưỡng đôi mặt đạch đảm bấy từ tùa bán lất tập hò lò. Đảm bấy từ tùa bán lất tập hò lò dưỡng cua chúa đầy để miễn sầm nàm cực, phần tái và xàm phêch việc phơ ỏi bị bạc chúa nâng sạch. Chồng cua đáy chồng rêl, cua chúa tam cùng nụ cắt tuần tấn đảm bấy cắt bần thòi ca hồ chó nâng sầm nạch. Trào chúa đòi miễn là bường thể nâng cầm ỏi lượn bệnh. Của thơ ở đầy mót, nâng sma lõ chia bị sạch nấu bếp pra mà xin xâm rạp đàm. Trong bữa, ca đàm bột bị đón khăn ông bình nắm, kế tay sẵn kết khớnh, miền cạ sẽ cỏ, đốt cả xâm nó bốt một nâng thừa cá chua đầy hỏi. Ca đọt ní cứ miền cô bầm nón đầm bấy cắt bần thòi sát lạch, chung ngữ, smau nâng miền phép nghỉ xuống khăn ông cá riếp trong đầy. Tạm cá sạc xa xào chéo nếu về thông mây ní bán được trẻ thá. Cá rời xa tục cá tùm nó là khăn nông chồng cả. Cứ mình thuở ối chùm ngư tục láng, chia dịch thá hết một tỷ. Phần tái, môn về thuở cá đốt cá tùm nó là đồng nam bốt. Nếu cua kết ông phì, phôl bạc phôl về bón tờ nâng. Cá bạch bóng thiết à rốt, nâng bó tờ chồm, cõi về đột. Thiết à rốt, nước nông đáy, nghe nâng bạch bóng tam rời dạng xâm nắc. Cá hồ chó nâng cầm đầu. Rí ái thét bố ta chốm để miên được nồng cá xâm nó bốt. Trâu bán bạch bỏng khả nạp phế cá xâm nó tèng ní. Trâu bán đốt trò. Cá xâm nó đồng nam bốt có đá tu giang xâm khán. Xâm rạp chia cùng ruột đáy. Cá phê xâm nạch chi vị chết xâm nạp đáy. Nâng nộp phê bốc rồi lũi có khai tối chỉ. Xâm rạp đồng nam xình tiền. Bụi nâng cá chất là bụi. Thằng cổ ní chia bọc hệt bụi bằng cặp đại miên đạn lũ nở lỡ tìm xa rồi bọc bọc tế cam và chia dường. Ta ở vấy chia bụi bằng cặp. Nở phê bụi mê bá bụi bọc hệt dành khné trở bát dục một bằng cách chia mùi khné. Bụi nấu chúng nón bằng tọp cứ chia bụi bằng cặp. Lẽ thằng nạc rồi bọc bụi bằng cặp. Cứ mình ảnh tục bụi xâm rạp thuở cá đầm đốc nơi chùm nón khói bằng tỷ.
lệ khả nạ rồi bỏ phút bằng cách cứ mình đổi khả tế cứ ở sài từ lớn mấy ba rồi bỏ phút nâng và chạy cái tế bằng cách đối chứ nè xong cũng chỉ dếm dù phút bằng cách xong rạp đám đó nâu rồi đấu đám bằng tộc mình ca lùm bác chung phút cảm đón ăn được sạc nông ca chờ rồi phút ta mở dạng ca phí nực mơ được nây tự tế nè rồi dân mình ảnh đắng ông phí lệ khả nạ phút khả nạ phí đại dân mình bán đám được khớ dòng phí ca lùn lọc to rồi bọc phút ông cả khía và chám khát vài lần bán chờ rơ phút mên bọc hộp một quy cổng hốn xì phí nâng phái ở nìa cứ đại xa tại lọc miên bót bị sọt tình phút bị cổng hốn chưa chết từ lớp kê chmù nâng quân phía phút tam rồi dạ bót bị sọt tốn rồi bỏ ông cả khía và chám khát vài lần đại lọc bán ăn ở vót cả thuốc bị sọt phút nhìn nế các cổng trộn phút từ đó xa cúng các sĩ có cư dân ban chờ đợi phú từ tam rồi đầu cảng đại miến lê thành nặng sòng sọp nên đó tất là phật phù lâu đàm đáy ban chờ đợi phú hai ở nìa sam sấp cả cao sập rắm sam sấp cao sập rắm phú men là dụng cá lút lọt lầy rồi dẹp bế và hát mười rồi đập ngày xong xóa từ nâng à các sự thiệt bảo tế cam bị chìa đám đón rừng móm thuần nâng chùm ngữ nâng sát lạc từ tùa bán tất nập hỏi của lại thống tại mũi khăn nông bị đàm nổ thống xong xóa xong rạp lúa trên cọp nâng nâu đàm đầy chồng búa trong đài vĩnh bán chết là rừng bụi xì phí bảy rối bán sắp bảy bảy nâng thay ở nía xàm sập bê bạc sập bụi từng phí mình lạc nạc và hạ bạc hạ nía để tốn từng nâng tính nập hóa ở dù ca lụt lọt nâng thuần tròn tôi nâng chung ngữ nâng sát lạc xếng xình tiệt xóm 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 ráp ca đầm đọc nơi trong này ở dù ca chung vĩnh mà rối một hệ thường ấy mình sẽ nổi tốt phía chán lại phí khăn nông bị đàm các cục cồn máu muốn về nằm máu mình trầm tái ban vật cốt vật chế dục chi bị triệt quy đồng nằm cứ ban vật cốt vật chế do quần lứ chó nâng tức quy đồng nắp phòng đài khả nào phế đại liên vùng cục cồn chia bị sạch nâu rồi đầu đạm đọt đạm đáy các cục cồn máu của bạn ó thừa ói bạc bò dạng kháng đó tính là họ tồn tam rồi dạng các vật cốt vật chế dục xa đập thiết chân chấm quần lứ chó chia bị sạch ca bật cút bật chết dục tực men vị thị xã chán nước nóng ca cột cồn nâng cầm chặt máu đầm bay từ tùa bán chục cháy nóng ca cầm chặt máu nẹ đầm độc của tái rốt vị thị xã thuê dần nẻ ở ba đề mạng máu men chùm nguồn tịch hai bần tó ca cột cồn thuê ở máu càng tài tích thàng tiền càng ăn đồ vọt bạp ní chê chùm nốt sầm khánh nóng ca thuê ói ca cầm chặt máu rồi bỏ dưỡng từ tùa bán chục cháy chồng phúc cả cốc cồn máu nồng muốn về đám cử dân bất đốt sầm khẩn lượt quê về lễ để cáp chùa rọ nâng cáp vào tháng năm bốn kỳ mì cả cát bình thói cáp chùa rọ tam là dạng cáp chúa chết tụ tàu rồi về liền thét đầy men sầm nào nâng máu chấp đám đâu là dạng về phí bốn tập làm tháng ấy rồi miền liền hơi nâng bình tó đâu là hồn đối chân này dừng cuốc chùa đáy nơi cõi về màu đỏ bán mua rẻ dạng buộc tớp chùa lúc chưa cao và xào nông ca lần ấy dừng chùa muốn về màu đỏ nút cô bùng nòn để cao chùa đáy đàm bấy cắt bần thòi ca lụt lo rồi bọt màu nâng mình từ tù bán và rất tập hiệp là ổn tệ tôi tù vĩnh về nâng ạc vừa ói màu đỏ căn tình tràn đối chân này đàm bấy cắt bần thòi ca lụt lo rồi bọt màu dừng cuốc chùa đáy rồi về phiến rồi về bờ hải đập ngay chỉ cá bờ sào cá bờ thắm cầm chặt sầu nông cá này mình sầu đập chán dường cua bờ thắm cầm chặt sầu nấu một về chú chỉ cá bờ sào rồi đâm bay thành nhiệt thá sầu bằng ngọc ó nấu một về chú lục nấu cam phu chế miên bờ phải thắm cầm chặt sầu đã dùng bờ chúng nuôn pi prophet cứ prophet nam
glyphosate chmuk hào grau nó khát phải lần tha tự mục nâng thăm atrazin chmuk hào grau nó khát phải lần tha aspen ai lâu ní dân này dây ông phí lạc khả nạc có đồ chế ca pra thăm glyphosate prophet này ca xâm lập xâm lập bởi rốt cả chết cổ prophet đồ chế phục vụ máu đầm nắm bốt xâm đáy đồng lốn nâng rốt cả chết xên xên tiệt đói mình rực từ lớp prophet phết rốt cả chết phê về lễ trâu pra banh từ lớp máu rửa rốt cả chết trong ráy môn phê chủ lục rứ môn phê đám đồng nằm rô biếp nấy ca cầm chặt rứ xâm lập tam rỉa chếp mê nấy thà nô phê thân nắm bạc nay nằm mùi nấy đám rốt cả chết với nâng chếp sọc đám rồi hốt đốt rồi phòng rư hơi thử ói rút của chiệt ngọt đỏ rư rồi dạng về bí pram tự đọc ngay cối đầm mình trấu cắt máu rồi pra thân năm ní một tỷ để xa tái thân năm ní chếp lọ tam rồi dạng sát nâng đám rồi bỏ rút của chiệt công rắc chiệt bồn mình công rắc chết bồn tiệp hơi nộp về đá thân năm phát nộp tỷ đáy với nâng lên miến sẽ cắt một hiệp đôi chân nát trốc rồi còn thá tức đại bào xâm rạp lê thân nắm chia tức là lọ rút tức lọ thuở ói bạch bóng của nộp hiệp thân nắm khói bị thân nắm bằng bánh lửa rốt của chiếc rồi dạ phê bốn tức là mùi món với những chiếc xóp nóng đám rốt của chiếc vận tái và khói bị bánh rồi dạ phê để chiếc bùn món mềm liếng với những liếc xâm ạp chiếc thân nắm nâng thuở ói của nộp hiệp thân nắm sau năm atrazin prophet này năm sầm lạp với sầm lạp từ lớp prophet rốt cả chết chết lẽ đời chết đời chế phục vụ máu nâng rốt cả chết sắc thùng mũi chùm nụn pê về lễ rứ rốt biết prà một pê đám đồng nằm cứ một pê rốt cả chết ắt prà giói đại chế phục vụ máu nâng rốt cả chết sắc thùng đó nâng còi pê đại rốt cả chết ắt prà giói tối đồng nâu đồng nạ cá lún lót đồng bồn đời xa thân nắm atrazin trâu bán sốp lò tam rồi dạng rước đầm nắm đôi chân nát đầm bấy từ tù bán và sức tập hiệp của phút dường trâu bàn vế bát nâng đầy tay bà dường bàn bát nâng đám rồi xa lắc nụ mình sau mến và sức tập hiệp nụ tì cũng rất dịch bồn mà chụm nâng xó cá xâm nó lắc nông đầy rồi dạng bế chẳng khai nếu sạc có mở rộp, rộp hệ thân nắm atrazin trở bàn kê hám mình ôi bà bà nụ tì đôi sạc tái chết bố rộp bọt thân nắm ní trở bàn kê rộp khởi nếu khăn nông đáy tức rộng đáy, tức tăng chết đàm chối chồng nắm thá, thân nắm atrazin thơ ôi ôn trái khăn, đo đồng nắm sầu đôi chân nát mình trấu, liếc chồng rẻ thân nắm nếu khăn nông tức sạc nụ tì và chai cả tết đồng đọc phần trái cả tệ đám đó cứ dấn thuở dần nè đám bấy từ tùa bán phó lạc phút đợi thuở dần nè mình ấu chùm nguồn đám chán được đám tịch bếch ta nực nồng mùi hạch tè cụ mến đám phốt phần mán đá xong xọp đám bấy từ tùa bán tên là phó lạc phút bồng hột mình thá cả đám đòi đáy rồi đám đòi pra mà xin cứ đợi thuở dần nè ấu chùm lọt cúng nâng chúa mình phép xong xọp bồng hột mình được thị giả phí đại miệng lẽ khả năng xong xong chân lọt chúa xôn chất bằng phí mát chân lọt cúng xôn chất bằng mát đám phí gróp nóng mua rừng đào chân lọt chúa xôn chất bằng phí mát chân lọt cúng xôn chất một hay bằng mát dân trọng đầm mùi gróp nóng mua rừng đào các đàm crop của men chùm râu nấu chân lọt phí từ 5cm. Các bà chi trọc bát các bà chi trọc bát cứ đầm bày bằng cán chi vị chết đáy chùm rốn các lụt lọt nâng thử ói đầm nam lụt lọt nấu quê chập đám đầm bồ nông các rần ấy đầm nam bốt đó lụt lọt lọ nấu đầm nạc các đầm bồ cứ ban cho rùm sống khánh nông ca thua ỏi tên nập hóa tổ tuôn bàn khu đồng nạ cá đốc bình lỗ đồng nạm bố tàu cá xa rập thiệt hồ số
chỉ chạm bác đầm bày thuở ớt rập bọn rứ nâng đám đón mình phép rừng mỏ hơi còn vàng xa ra thiệt phố số bị bán nâng đọc sài nạc đôi chân nạc dưỡng cua prào nơi đồng nạng cá trọc bát chứa cá prà xào mà giang bình tiết xa ra thiệt à dốt có căn tài miến xa rã sông khẳng trong phố đồng nạng bột đôi chân nạc đã dưỡng cua prà chì vấy đai prà xào nơi đồng nạng cá trọc bát cua prào dẫn đôi mặt đạch nâng nốc về nạc dân của Brau gặp hệ trí DAP đã chế chùm rơ lõ chừng kỳ nơi đồng nạng cá trọc bạc gặp hệ trí DAP mình xa rật thiệt trên trong sông khẳng phí cứ azot đốc rầm bầy phê rối nâng phô số xài sắp rầm mũi phê rối chùm búa cá Brau vĩnh đòi xa rật thiệt phô số nâng mất trần lạc đôi phục vụ trí ổi rế được chân này dân trao đạo về tốt nóng đáy đại rư đồng nám á chạm đòn hỡi tôi chọn chạm thẻ mình trao ỏi gặp bụi đầm nấm bắt tuần nâng chi nụ tì ruột ách vừa ỏi rồi lưỡi vẫn lỗ đầm nấm dường ách bảo vệ nếu muốn về đám đầm nấm mùi tháng ấy có bán rồi nửa tháng ấy để dường đám có bàn rồi biết này các đại trì cứ trao cóp từ nồng đấy đợi thôi dần nè ỏi về thắt nụ cỏm rồi nơi trồng hiếc gặp bụi trong bút Paul Papal P. Prachy D.A.P. Rồi dạ P. Chiron Chnam ai thử ổi đây là bỏ dưỡng lãng cùng rập chết axit bần tái ca đại dưỡng cùng prá chi bình thám có thử ổi đây là bỏ dưỡng khối quân lập hiếp hoàng đại ca bình tỏ Prachy thông mà chết chia chùm rửa lõ nông ca thải tóm quân lập hiếp đấy nâng bá rịch hành và sân bảo ác dụng bàn Smau nâng vị thế nâng ca cầm chặt đôi bệnh chẹp nấu khẳng lớ Smau mình trâm tài ban pra quốc pra chén dục chi vị chẹp phi đầm nám cứ ban pra quốc pra chén dục tên tuần lữ khóol nâng tức phi đầm nám phòng đại nâu bê đáy mình Smau đọc tràn cứ nâng thử ối và bỏ kháng đọc tên lập hóa đầm nám ra bỏ dừng chê tù tù vị thi cầm chặt Smau trọng ban kỳ bàn trái chế phi bọc hệt cứ vị thi cầm chặt đòi đáy nâng vị thi bà thân nắm cầm chắc màu nơi trong nội này dường nâng mất nị dây lùm ách ông phí vị thi cầm chặt màu đòi đáy nụ tì còn ta dường nâng lùm ách ông phí vị thi cầm chặt màu đòi bà thân nắm cả bà thân nắm bốn cả sự cảm cầm chắc màu trong nội sông khánh tù tấu đã dường trâu dồn đắng mới được chìa cả điểm chóm phèn cá bánh thân nắm mới bán cho bạn lọt truốt bình lực xong phải đạn nền nế đại phá nụ phê bánh thân nặng đồ chế thùng tức thân nắm bánh smau trên đàm truốt bình lực tốt nâu trồng cả đồ chế bọc hệt smau ai dùng cá lụt lo rồi bỏ smau nâng đầm nặng chờ rớ bọc hệt thân nặng cầm chặt smau ở trâu tuần nâng bọc hệt smau trâu án ca này nòm mọi bàn cho bác đã mến nổi lỡ phá xe nhà chế bị sạc nếu bé đàn nẹ lấy bộ phê thân nắm chả đàn múc nóng bé cho mùi khả niệm khả nông ca rằng này đại ca lụt lọ rồi bỏ smau trở bát mong hạt rực sói đồ chế cứu rèn ngút chọn tức quả chi bị chết trên chấm nụ ca sụp dốt chết thân nắm đời smau cơ trâu bán cắt bần thói phong đại bá tực sát xâm rạp lệ thân nắm ca rằng này tực liếng chế ca bỏ sao kê đàn nè bá rè mạng thân nắm xâm rạp rá nửa lớp tình đáy ở bán trầm trầu chỉ huyến các chiếc chế tha vị cá nâng bánh hạ niên nế nâng mình trầu bánh thân nắm bê cùng phương liên lực tỷ đời xa thân nắm bánh máu chia bộ phê thân nắm miên chiến phụl đối chân này trầu miến cả bóng bạch giặt bê cùng phương bánh thân nắm trầu miến xong phê rẹt cá bê khuôn khẩn nạ bê bánh thân nắm đối chế sợ bạch chân cò vế ào phliến sợm đáy má nâng mũi chìa đàm chúng nó xong khánh để tốn từ nâng cả bánh thân nằm xa màu nếu bế chập đàm và thân nằm cùng chặt xa màu dường trấu dường đăng ông bì và hết nơi thân nằm cùng chặt xa màu tớ thân nằm cùng chặt rốt cả chiếc và hết vầy khả lạc đối chế xong lập tăng và hết xa màu chìa lẽ xong lập và rốt cả chiếc rứ xa màu cổ rốt cả hết bế vừa lìa đã dân trấu vào thả tớ
dân trâu bảo muốn bê đám rừng muốn bê đầm nắm đốt bình lộ rứ cỏ còi bê đầm nắm đốt bình lộ rồi ta tháng nắm đại giấc bảo với cùng chặt máu đó là việc này xùm lắp đời bác xùm lắp còn lại để bác đừng tháng nắm mình chế tôi cần làm sinh tiền tế đầm bầy nguyên và sức tập hiếp trở bánh ở xóm rốt cả chuyện trong rách từng mùi rứ có xùm lắp đời chế nó về tháng năm và hôm nay là muối này đang được cái chuyện với những chuyện sóc đang được hồn đó và bọn rứ hơi thử ỏi rốt cái chuyện ngốc đỏ rứ tháng năm bọc hệt khá chuyện lò tăng bọc bọn rứ đồng năm hơi tháng năm khá chuyện lò tăng rửa dạ sắc đồng năm nâu bọc tế Campuchia kỳ khởi miên bọc hệt tháng năm cùng chặt máu chung luôn buôn bọc hệt để các sẽ có này chung bọc ra xong rắp đồng năm bốt cứ bọc hệt tháng năm xong lập máu đã được dùng chút bảo tệ nếu Campuchia xâm rắp đồng nằm bốt mình buôn bảo hệ đối kháng cổng này. Tháng năm cổng chặt máu phá rạc bọt chúng mua hào cáo nếu khát bài lần thá tức thiểu bảo hệ này ca xâm lắp xong lập rốt cái chuyện cướp rộp hệt đời bác đời chế phục vụ máu đồng nằm bốt, sân đáy, đồng lốn nâng rốt cái chuyện xếp xếp tiền đôi mình rớt rộp hệt rốt cái chuyện bê về lề rớt rộp việc bà gọi bê rốt cái chuyện ắt bà giói đô lụt lọt rúi đòi bánh ở xóm từ lỡ đám rốt cái chuyện ắt bà giói hỏi mình trao ở tực nắm và nâng đồng nằm tiền bữa nâng phơ ói đồng nằm ngót được khối phát nằm muối này đám đồng nằm đây chỉ hết với ở biển ca bạc bó đó tính là phòng công rất chịch bụt bụt kháng vận tay nộp về đài tháng năm bắt tôi nâng đáy với thử ở tháng năm lên miễn sẽ cắt một hiệp đối chân này trâu ôi bà gọt thái tức đại bà xâm rạp lê tháng năm chỉ tức thả ó bố bà tức lọ với nâng thử ôi bạc bóng có nộp hiệp tháng năm cõi vì tháng năm bàn bánh lỡ rốt cái chuyện là dạ bế giảm sắp nền tì liếng nâng mình ác lên chùm rẻ tháng năm bàn tì tháng năm cũng chặt máu bí buôn đi chứ mua hào cáo nó khát vài lần thá chứ cái ông cùi bọc hết này ca xâm lập cứ viết xâm lập đòi chếp lỡ phục vụ rốt cái chết lập thùng bê về lê bà cõi bế rốt cái chuyện ất bà giói đốt lập thùng đọc bán slug pi tờ buồn pê prath nam trò miến ca prong prayat pro vế xâm lắp phục vụ đồng nam slug thống đối chết sân đại bái sân đại riêng trần đàm trò prá các ba bành nguyên ruộng thông mình tích đàm bấy cắt mình thòi nằm hai tạm sọt cũng rất chết bốn cứ vế bốn mạch chung sau vắt tập hiệp này ca prath nam bốn sau cuộc hiệp nục tham bốn ai bằng cò cướp một hòn trái thuần ngô đo sừng cùng một nút nâng ba đi thèm kẻ này dùng sừng kẹt khơi tham bốn ban bằng cò ói nút slap nâng bằng cò chung ngữ chán chia bị sạch nâu bình đá và tê còn cuồng áp hy vọng rốt sinh nhà đi cá bốn tham cá bốn mà chúng biết vừa ói chỉ có bán óc cầm lắng tròn cuốt bác nhờ kháng bạc bóng tốt là giảm hiếp phở nếch rô mô rưu cần tu lửa sạch chồng buồn cả bốn kháng quýnh viết vừa ối cần trạng sạch đống bạc bóng sẽ tế ả rõm rô cách nâng ách lập phở sân bá mình miễn xong phê rệ cả viết nằm bốn ách rệp chối tam rửa dịch bài cơ bá thăng ác rôn trở chí đòn khuôn đáy rửa chân chế đàm cả cắt bằng thỏi nằm chếp cho nóng luôn dựng tuộc bấy chỉ nằm bốn phía tràn trâu kê sạch xế chiếc phía xa bó ra tết còn đòi vần tái nguyên rụp hiệp đai bằng chế ổng phí xong thời rệt của bá khả nạp phê lạc bó nâng bá bá thân nằm đạp bấy thể nế sở vắt tập hiệp bê bá bá thân nằm bốn trâu bá xong thời rệt sở vắt tập hiệp trên nịch
Bần tọc phí, bán bảo thân năm phụ hỏi, thân năm phụ tình này, nâng ái chỉ đẹp cho tự khăn nông đáy, bông phê tự khăn nông phá giả cá, chỉ đẹp cho tự khăn nông tức ẩn đốn rực băng trên đàm. Đã trong cõi thân năm phụ tình này, ai vớ cho tự khăn nông khuôn mà nước dương vĩnh, ta mà chú bác xinh xinh. Xa rạch hết trình chấm, nâng cá bảo chi bông phòn. Đáy, nguyên cầm rạch chi bị chết lõ, đã tu nền tì sống khánh của nông cá thừa ói, tinh là phó đồng nắm từ tuổi bán tinh phó của bốt chia đồng nắm để tàu cá phát triển mạnh à số không nông cùng rạch quốc đã mấy từ tuổi bán tinh phó của nụ bê đại cá đạm độc tàu bán thừa lớn để tràn nắm cây sừng kết khởi chi chết đầy chết lệ chót chia bằng to bằng tọt vì một nắm tâu một nắm đập bay đợt rái quanh hà nị nẹt đạm độc hiện tràn ban prapra chi kỳ mỹ đã bay một bên mình thám trong cuộc ban hà và khát tình này khá men trong nửa tháng nộp về prà chi kỳ mỹ bạn thôi khỏi khạp đó có nộp hiệp đầy và phó đó qua được tháng sau cuộc hiệp một nụ sạch nè tình này sao ở miền ca prà chi thò mà chết đối chế là mũi sát ca xong nó rút cái chết rứ chi cầm bọc đã bay từ tù bán tất nộp học cuộc các bần thói ban hà sát lạch cắt mình thôi chủng ngữ rốt cả chuyện thôi ói và xả láng này ba đại thán sau cuộc hiệp mình nuốt nương sản nếu xét từ xa ban mình chia thá từ tái cột các đồng lấy tiền ọt nộp về đáy rồi rốt cả chuyện ban chạy đó xa được hết chừng trăm tiền nút mình thá về miền bắc phục một phí chi kỳ mỹ vị trí thôi mình chết nụ tỷ cứ ca sụp vô cột bỏ rốt cả chuyện được không nông tùng rung được nề được nét chi kỳ mỹ rồi chi thôi mình chết nâng mình phớ ở bạc phó đó sau cục hiệp rồi bỏ một nút nửa tỷ. Nếu xe tự xác có ban mình chạy cùng phí phó chung nánh nên ca bà bà chỉ thông một chiếc phòng đá thá dưỡng ách phần lực chỉ thông một chiếc để cả bà cả xung nổ rốt cái chiếc rưu lì mũi sát đám bay phần lực chỉ trí xâm rạp đồng năm sử dụng dốt đám bay từ tù bán tất là phó các bước phòng đá phần tái đám bay từ tù bán xa rạch hết trình trầm cục rón xâm rạp đồng năm cứ tìm tiền ở các phần lực bà rừng mán chỉ thông một chiếc. Khi nông bà rừng mán chẳng phòng đại, hơi nửa bê đại dưỡng bà chỉ thông một chiếc tình lý đã từ khi nông trùng cả dân sự kết khởi các xâm nón chỉ thông một chiếc có bán sỏi tràn đáy nửa khi nông trùng cả. Các xâm nón lý nửa thử ối các cần làng của bộ sản lạch nửa khi nông đáy, bà tỷ lý nâng phục vụ sắp nền nề. Ở vậy để chia bánh hà chung phua chỉ thó một chiếc cứ bị bạc nông ca phần lịch ở bán cực rõn xâm rạp rá nông tệ đáy trong các thùng thùng. Ca chỉ rất rộp hệ trí nâng rộp biệt bà bạc mình mến chỉ ca lùm mạ tỷ. Vẫn ta ở vậy để chia bánh hà nốt từ phó chung năng lực hạt. Khả nạ bê đại dân rộp mù phó nâng lũ ca sĩ phó đồng năm rộp bỏ dừng. Ca kết ông phí xây tự cạch một bê chập đám bà bạc trí miễn xả rã xâm khẳng nạ. Chúng nói bằng to bằng tọp hàng cỏ này nên chúi nét thua ca xâm ra chất ở ban trầm trấu nâng miễn tùm lục chất nông cá pháp ra chỉ. Sa rạch thết à dốt miễn cùng rạch sa rạch thết à dốt chùm nuốn bầy mớn bây bằng tón nông phá ra giả cả nông tùm hùng đáy buồn bón hạ sập mát cà rệt phần tái đồng nam bốt. Mình ai sử dụng xa rạch thiệt tình này vì bà rạch các bản tỷ. Cứ ai sử dụng bán tay ủ xmán, oxy gián, y tử gián, nâng ủ xmán, ca bồn nịch tay bần nọc. Xa rạch thiệt à rốt, bán một phí, rộp hốp xinh xế nâng tùm rùng khóc khóc nê chỉ tràn. Hới chết tử tấu, đai đồng nằm bột, ai sử dụng à rốt nửa khó nông tùm rùng chỉ ám mùi nhẹ. Vần tái, mình mến tình ôn nửa tỷ. Nửa bé đại dương đã chi à rốt cho tự khăn ông đấy cứ về nâng trở lạc tâu cần lành xinh xinh tiết nâng mình nấu mũi cần lành để nét bắn đá nửa tỷ chi ở sổ nịt đá cứ nghe nâng bạch bóng tam rời dạng ca hồ chó còn đáo nâng cho trên đào được này hỏi từ cả phá chi bộp hệt nít đùm ra ngoài bàn trái cả phá chỉ chắc là nạc càng còn qua xa rạc thiệt à rốt nâng thử ôi đồng nắm miên đồng tối ca lụ lọc xói, scôm, slug miến, bố bài tón, strolet, snam chnốt, nó lửa slug. Hơi slug nụp nay thẳng cọm chắp ngọt. Phải, miến tùm hùng tốt, mân thở lõ, cùng rất chết protein thể lệ cho nâng thủ ối, tất nập hào tiệp.
ប៉ារ៉ាម៉ានសារធាតុផូស្វ័រនៅក្នុងដីនិងក្នុងដើមពោតមានចំនួនតិចតួចបើប្រៀបជាមួយនឹងសារធាតុអាសូតនិងប៉ូតាស្យូមប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីផូស្វ័រមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ដំណាំពោតផូស្វ័រនឹងមិនងាយបាត់បង់តាមរយៈកម្ដៅខ្យល់ឬហូរច្រោះនោះទេហើយសកម្មភាពចល័តនៅក្នុងដីស្ទើរតែគ្មានសកម្មភាពដំណាំពោត ស្រូបយកសារធាតុផូស្វ័រក្នុងទម្រង់ហាពីរបីនិងហាពីរបួនក្នុងនេះទោះបីជាផូស្វ័រទទួលបានមកពីជីគីមីឬជីស្រីរាងក្តីក៏ដំណាំពោតស្រូបយកក្នុងទម្រង់ជាហាពីរបីនិងហាពីរបួនប្រសិនបើខ្វះផូស្វ័រវានឹងបង្ហាញនៅពេលជាលក្ខណៈមួយដែលជាទូទៅ មុនពេលដែលវាមានកម្ពស់0.7តឹកកង្វះសារធាតុផូស្វ័រនឹងធ្វើឲ្យដើមដំណាំលូតលាស់មិនល្អស្គមនិងក្នុងករណីខ្វះខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យដើមក្រំទៀបស្លឹកខ្ចីមានពណ៌បៃតងស្លេកនិងស្លឹកចាស់មានពណ៌ស្វាយពូជខ្លះដើមស្លឹកមានពណ៌ស្វាយនិងក្រហមទិន្នផលធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដើមក្រំតូចហើយបើធ្ងន់ធ្ងរនឹងមិនអាចផលិត ផ្លែបានទេកង្វះសារធាតុផូស្វ័របណ្ដាលមកពីដីមានសារធាតុសរីរាង្គទាបពេលដាំដំណាំមិនបានបន្ថែមសារធាតុផូស្វ័រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អាកាសធាតុក្តៅដីមានជាតិអាស៊ីតនិងសម្បូរជាតិដែកការកែតម្រូវ យើងត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទដីដែលមានកម្រិតផូស្វ័រខ្ពស់ដោយដាក់នៅមុនឬពេលកំពុងដាំយើងអាចប្រើជី DAP ដែលមាន អាសូត 18% និងផូស្វ័រ 48% ផូស្វ័រនឹងចល័តខ្សោយណាស់ដូច្នេះត្រូវដាក់ក្បែររណ្ដៅពោតដើម្បីឲ្យឫសដំណាំឆាប់ចាក់ដល់ ការបន្តប្រើDAP អាចធ្វើឲ្យដីមានកើនជាតិអាស៊ីតកាកសំណល់ដំណាំដូចជាដើមឬស្នូពោតសម្បូរទៅដោយផូស្វ័រដូច្នេះជាការប្រសើរណាស់ក្នុងការភ្ជួរលុបនៅកាកសំណល់ទាំងនេះទៅក្នុងដីដើម្បីបង្កើតជីវជាតិដីសារធាតុប៉ូតាស្យូមដំណាំពោតត្រូវការសារធាតុប៉ូតាស្យូមច្រើនដើម្បីជំរុញការលូតលាស់ផ្នែកប្រព័ន្ធឫសដើម ផ្លែនឹងធ្វើឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់សារធាតុប៉ូតាស្យូមមានក្នុងកាកសំណល់ដើមពោតស្នូលនិងឫសរបស់ពោតការដុតកាកសំណល់ដើមពោតក្រោយពេលប្រមូលផលនឹងធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងច្រើនជាពិសេសប៉ូតាស្យូមនិងផូស្វ័រដំណាំពោតស្រូបយកប៉ូតាស្យូមក្នុងទម្រង់ជាកាបូ កង្វះសារធាតុប៉ូតាស្យូមអាចបណ្ដាលឲ្យការលូតលាស់របស់ដំណាំពោតខ្សោយដើមទាបនិងស្គមស្លឹកខ្ចីមានពណ៌បៃតងស្លេកនិងស្លឹកចាស់ឆាប់ងាប់ទិន្នផលធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលដំណាំពោតខ្វះប៉ូតាស្យូមការកែតម្រូវត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទជីដែលមានកម្រិតប៉ូតាស្យូមខ្ពស់ដោយដាក់នៅមុនឬពេលកំពុងដាំ ប៉ូតាស្យូមមានជាតិប្រៃដែលអាចធ្វើឲ្យរលួយពន្លកពោតដូចនេះត្រូវដាក់ជីនៅឆ្ងាយពីគ្រាប់ពូជបន្តិចគួរបន្ថែមជីប៉ូតាស្យូមក្លូរូសំឡើងអំពីអំបិលប៉ូតាស្យូមនិងក្លូដែលមានពណ៌សលាយក្រហមការភ្ជួរលុបកាកសំណល់ដំណាំពោតមានការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនជីស្រីរាង្គជាពិសេសធាតុប៉ូតាស្យូម របៀបនៃការប្រើជីបំប៉នត្រូវសម្អាតស្មៅឲ្យបានស្អាតមុនពេលប្រើជីរោយជីនៅក្បែរគល់ដំណាំហើយត្រូវលប់ដីឯកាយជារណៅតូចៗរួចដាក់ជីក្នុងរណៅបន្ទាប់មកត្រូវលប់ដីកាន់តែប្រសើរក្នុងករណីយើងអាចពូនគល់ដំណាំ
Các sẽ có phải trán bằng lớp chết mùi thả. Ta dừng ách lấy chi chỉ mùi tức, rút bà thúng, bánh tần lớn đồng nằm bốt bán đá được tỉnh. Hạ bay được chế khó khăn nê bằng tỉnh, chống bốt đồng nằm bốt chứa mũi đồng nằm bằng lái được chế trở cuốn spây chế đào. Đại các sẽ có để dùng bà trí, lấy chỉ mùi tức, rút sói lỡ đồng nằm bằng lái được bọc cọt. Chống bốt đồng nằm bốt, mới là giúp cả quên kháng và bệnh thiếp tuần nâng bằng lại. Ba tục bày chế đồng nằm bốt ách rộng dục xa rập thiệt trên chấm tức nâng chó tam rời dẫn sắc còn nổi phần tái ở tra nịnh cả bật bóng xa rập thiệt trên chấm nguyên công rạch của bơ bệnh thiếp tuần nâng cả cọp trí tốt nồng đầy chế tù tấu rước đồng nằm bốt bằng đó tù giang sông khẳng nồng ca rộng dục xa rập thiệt trên chấm thì nồng đáy xâm ráp ca lụt lọc phần tái sắc bốt mình ách bồng lánh trí bắt ra cá đối chế ả rốt xâm rạp trên trăm đám và bỏ về bàn tỷ. Khánh nạc về sôi tự trí đồng năm chập phải bổ khíu hơi quả chập on tù bình đại. Khánh nông ca rằng này còn hấp trí khắp buồn nước ách vừa áo xin lắc đồng nam bốt khói khối phong đại. Đối chế này về chế ca là ô bà xá khánh nông ca rằng này trí trò bán góp từ khánh nông đầy hơi đồng nam mình phép nghỉ xuống khánh nông ca sốt dục trí. Các bạn mùa phòl bộ tốm nó quay đại về mình xâm nắm chạm phí xàm sắp từ xàm sắp phí phê rồi. Bọn tái trâu rộn chám rồi hút đo xâm nắm nước chân lọ đo bằng bấy tơ một khấy bún phê rồi. Chồng buộc các sĩ có ảnh miến ca lùng mạng nông ca cùng nọt phép tốm rồi bỏ phốt tam rồi dẹt ca kết ông phí xâm nắm gọp đôi xà tái từ tái các sĩ có tiền hộ mình miến úp vật có xâm rắp vô xâm nắm gọp nó tì. Đối chân này trở đăng ngọng vì lệ khả nạc vào mùa phó đối chân cổ rộng này. Phê tùng, bộ xa lắc, đám nâng xâm bọc lái cứ ở sài từ lời phút nâng rực đầu càng. Nếu đám rực đầu khai mì nế, đòi khai các cả đạc đám phốt nâng xa lắc nay thẳng lờ nâng miến bố bày tỏ. Tại xa lắc thẳng cổ nâng xâm bọc lái, miến bố lưng xung quật, hỡi nâu rực đầu trong đáy vì khai các cả đá, đòi khai thân ú. Tiếng đám, xa lắc, nâng xâm bọc lái ngọt tiếng ọc để miên của lửa xung út đôi chầm bằng. Cóp bột xung út, rứng, rô lốn, lứ, nâng lan chết mà sao tràn. Bụt khá lạc, nâu bề túm, lái xâm dông cho cọng. Trâu bà mùa phól, ôi cóp ở dụ bốt để bán bình chạc, đôi cọng hốn cột cùng bút đâm bay chì huyền. Bốt tùng chú rút. Nếu bế cảnh cọp, thử ối, trả bạc, xám, mình cũng rất khu. Bế phiền ách thử ối cọp, áp bố, đọc sát từ bạc trong phố phút, mình sẽ bỏ lại, cọp mình chất nổ. Cả hai xung quật, nâng tọc tục, chạm mạch, trao rụt rộn, hai xung quật bốt bình tọc phí thử cá bỏ xung bó, rồi cân cọp rụt. Các tộc tục nông rời dạp về dũ cứ tìm tiền ở miến cả hai xâm ngụt rồi hốt đo xâm nàm cọp lệ chốc đo đọc bay phê rồi. Càng nà dưỡng tộc tục bốt đời miến xâm nàm cọp nâng ách thua ở cọp bốt đọc sạch. Làm phú áp bố nâng ách đốc bình lộ nông ca rằng này bốt miến xâm nàm cọp. Chồng phú các tộc tục tèng xin nô cua rực xà nông chuồng rục đời miến cho bó cả tam trình tráng ban cực cọn hỡi trâu hà bốt ôi xung ngụt ọ đắm bay chỉ huyến cả chai xâm nám vì xin nô nâng thử ôi bốt đốc bình lộ. Chồng phút bụi khlác mình ách tộc tốc tàng xin nô ban rời dạng bê dù tệ bốt xin nô ngay nâng bọc hối đai bị bạc nâu bê cằn cọp nông ca rằng ấy rời xa tốc tàng xin nô. Thân lập hiệp ca rời xa tốc đặc phốt rồi bếp ra mùa phó rồi bỏ ca sự cò phê chán nước bài lĩnh chia tù tù, bá, cà rống, trọt phốt rồi riêng thua chia chân chàng xong rắp đặc phốt để bán ra mùa phó rồi nấu trong càng. Trong phút, ca ra mùa phó vĩnh cứ thua lăng đời đầy rồi trọt cà rống đầm bấy kịch ca trong này nông bếp ra mùa phó. Chế tù tấu bốt mên xâm làm cơ buộc, cởi bếp ra mùa phòl. Hỡi nửa bếp đại dưỡng, cho bốt từ khăn nông cà rồng.
bần tóc bì bà mốt hòa rối với nâng thử ối bột hóp lan cộng đào đàn nghề nâng thử ối áp bố mấy lần ối làm sạch nâng chùm ngước xinh xịn với nâng trấu kê tùm lẹ đồng lầy nông cắt này bốt tình đói kết tử lơ của nộp hiệp bần tóc bì cà cắn cọp bột rối trấu trọt nông cà rộng dường trấu bà cọt thá cọp bốt mấy xùm nào tiệp nông cắt này stock của rẻ bê dũ đám bay thành nhà bán nông cốt nộp hiệp xùm nam cọp trấu smá rước tiệp chiến đám bay phê rồi dường nâng mạnh ách vô xùm nám cọp bằng tỷ và xâm bá nẹ khuyên úp bật có vô xùm nám cọp vần tay nông quê đàn nẹ bán vô xùm nám cọp được ra úp bật có nút nẹ nâng mạnh ách bán xùm nám ông bí cũng rất xùm nám. Thằng cọm này cứ chế ốp và có để kê bra xâm rạp vô xâm nám, cổ bà bọc bột, nâng, ách bà phết đồng nám mùi chùm nguồn tiết, đồ chế, sấu, xâm đại xiếng, nâng xâm đại bái chế đào.